Thay đổi thế giới âm thanh, theo Bluetooth SIG, tổ chức chuẩn hóa Bluetooth, 9 trên 10 mẫu loa được xuất xưởng sẽ có tính năng Bluetooth vào năm 2023. Quan trọng hơn, khoảng 50% số tai nghe được bán hiện nay đang sử dụng công nghệ Bluetooth. Đây sẽ là điểm bùng phát cho một kỷ nguyên mới của các thiết bị âm thanh, nơi mà kết nối không dây chiếm đa số. Các thông số kỹ thuật của công nghệ Bluetooth khiến nó không đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, độ trễ và các tính năng đa dạng của thị trường âm thanh hiện đại. Tuy vậy các bộ mã hóa và giải mã của bên thứ ba ra đời đã giúp vá lại những lỗ hổng này, điều thực sự cần phải làm hiện nay là việc cải tiến lõi âm thanh Bluetooth, đó cũng là lý do mà một kiến trúc lõi âm thanh mới sắp sửa được cho ra đời. Theo chắc Sabin, giám đốc phát triển thị trường của Bluetooth SIG, kiến trúc lõi âm thanh Bluetooth mới sẽ có các bộ giải mã hiệu quả với khả năng truyền tải chất lượng âm thanh ở mức cao hơn. Bên cạnh đó, độ trễ trong quá trình truyền âm cũng sẽ giảm đi đáng kể. Đây là một yếu tố quan trọng nếu những chiếc tai nghe Bluetooth muốn tấn công vào mảng thị trường dành cho các thiết bị chơi game. Kiến trúc âm thanh mới cũng sẽ hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn. Nhờ vậy những chiếc tai nghe True Wireless có thể trở thành một chiếc tai nghe earbuds không dây hoàn chỉnh. Công nghệ Bluetooth mới cũng hỗ trợ kết nối đa kênh tới loa, điều sẽ giúp chúng có thể len lỏi vào dạp chiếu phim hộ gia đình. Bluetooth SIG cũng đang xem xét việc hỗ trợ để những chiếc tai nghe trợ thính có thể kết nối tới kênh Bluetooth mong muốn. Điểm hạn chế là kiến trúc âm thanh mới sẽ đòi hỏi khả năng tương thích với nó nên chỉ có thể xuất hiện trên những thiết bị của tương lai, sẽ phải mất một khoảng thời gian kể từ khi ra mắt để công nghệ này có thể được phổ biến đại trà, sớm nhất đó sẽ là vào năm 2020, lúc này những thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth mới có thể sẽ có giá khá cao, trong khi đó những chiếc tai nghe Bluetooth công nghệ cũ sẽ được giảm giá sâu và thay thế hoàn toàn những chiếc tai nghe có dây truyền thống.